Chương trình Lương thực Thế giới WFP mới ra thông báo cho biết, Haiti vừa đánh dấu một cột mốc đáng buồn khi số người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng tại nước này hiện đã lên tới một nửa dân số cả nước. Theo thông báo, Haiti đang vật lộn với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng với 5,4 triệu người phải đối mặt với nạn đói mỗi ngày, chiếm tới một nửa dân số quốc gia này. Trong số đó, 2 triệu người đang phải chịu đựng tình trạng đói cấp tính, thiếu lương thực nghiêm trọng, suy dinh dưỡng cấp tính và mức độ bệnh tật cao. Người dân ở đây hiện đang sống trong điều kiện rất đông đúc, khó khăn và họ đã mất khả năng kiếm tiền. Rất nhiều người sống trong các khu vực dành cho người di dời ở thủ đô đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 6.000 người Haiti trong khu vực đang phải di dời, sống trong các nơi trú ẩn tạm thời tại thủ đô Haiti và hiện phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Những người di dời đã trú ẩn tại gần 100 địa điểm trên khắp thủ đô, bao gồm cả trường học và các tòa nhà công cộng. Các địa điểm dành cho người di dời trú ẩn thường rất đông đúc và không đảm bảo điều kiện vệ sinh, tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Trong khi đó, các cuộc tấn công bạo lực và giao tranh liên quan đến các nhóm vũ trang đã tăng đột biến kể từ đầu năm 2024, buộc các hoạt động vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho người dân trong khu vực phải tạm dừng. Cho đến nay, chương trình Lương thực Thế giới đã hỗ trợ 1,35 triệu người dân Haiti, gồm các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp các bữa ăn tại trường, bảo trợ xã hội và các hoạt động phục hồi. Phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 5 tuổi là những đối tượng được tổ chức này quan tâm đặc biệt để ngăn ngừa suy dinh dưỡng.